của khách hàng. Nay công ty Miyoko Home sẽ giới thiệu về máy xông tinh dầu RA12D. Máy này dành cho ô tô. Thì sau khi mình mở hộp máy ra, mình sẽ nhận được một dây nguồn và một máy như thế này. Về cách châm tinh dầu của máy thì ở dưới phần đế máy nó sẽ có một cái nút nhấn, thì mình sẽ nhấn mạnh nút. Thì sau đấy thì đầu phun sẽ bật lên và mình sẽ lấy đầu phun ra. Và mình dặn đầu phun ra khỏi bình chứa. Đây là bình chứa tinh dầu, bình chứa tinh dầu có dung tích là khoảng 20ml, thì mình đổ tinh dầu vào đây. Sau khi mình đã đổ tinh dầu vào thì mình sẽ dặn đầu phun vào bình chứa. Mình dặn thật chặt, mình giữ thẳng và mình sẽ bỏ vào vị trí cũ, nhận mạnh xuống. Như thế là mình đã châm được tinh dầu. Về thời lượng pin của máy thì máy nó sẽ hoạt động trong vòng 3 đến 4 ngày. Nếu mà mình hoạt động kiểu như là chỉ phun thời gian ngắn như phun 15 giây và 180 giây, làm việc trong vòng khoảng 2 tiếng đổ lại thì mình sẽ hoạt động 3 đến 4 ngày. Về phần cấp nguồn cho máy, nếu mà trên màn hình nó đã hiển thị thời lượng pin hết và mình sẽ sạc cho máy vào nút và có lỗ dưới đây. Mình sẽ cắm một cái dây này vô, mình sẽ có một cái cục nguồn. Mình cần cục nguồn. Đây là cáp micro, cắm dưới đây thì nó sẽ sạc. Cái thao tác vừa rồi thì em cũng đã hướng dẫn xong cho mình cách sử dụng máy và setup, thời gian phun, vệ sinh, bảo trì trong khoảng 3 đến 5 ngày khi mình sử dụng. Nếu có mọi thắc mắc gì, chú khách liên hệ về phần cho khách hàng bên em. Em xin cảm ơn.